đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 38, mặt B. Lục quần tỳ kheo bắt chước dùng làm quả cụ, ai nấy đều chê hiềm Phật nhân đó mà kiếp giới này nếu nhận được vật đã thành hoặc cắt rọc làm cho hư hoại hoặc mỏng nhẹ mai thành hai lớp, nếu làm mờ mền làm gối thì không phạm. Tỳ kheo là bậc thiểu dục không nên được dùng những cái đồ đó. Thì Đức Phật cấm chúng ta không có nên dùng những cái đồ mà da những con vật này con vật kia. Như quý vị thấy ngay cả như đôi dép của chúng ta mà mang bằng da thú là Đức Phật cũng không đồng ý rồi. Chúng ta mang bằng cao su đó là tốt nhất rồi đó. Còn nhiều khi có nhiều người mang bằng da bò, da trâu hoặc là những cái loại da mà người ta thuộc ra, thì cái phần đó chúng ta là người tu sĩ, chúng ta không thể nào nhìn với bàn chân chúng ta mà bằng những cái da thịt của bằng những cái da của loài súc sanh được. Chúng ta nên tránh những cái mang dép bằng cái loại da của chúng sanh, và những cái loại mà những cái mền hay hoặc là cái lông cừu mà người ta ấy da người ta thuộc ra để thầy thấy có nhiều cái áo mà ấm người ta làm một cái vật da của con vật có lông đồ nó, rồi người ta làm cái cổ áo cho nó ấm cái cổ của mình, thì những cái đó chúng ta là người tu sĩ chúng ta không nên dùng, vì đó là có những cái sự đau khổ lắm. Người ta lột da con vật rồi người ta thuộc, người ta đi giữ cái lông con vật cho nó dính ở trong cái da đó cho nó khô, người ta kết vào cái cổ áo của mình để làm cho cái cổ mình ấm, thấy thì sang lắm, đẹp lắm. Nhưng với người tu sĩ của chúng ta không có nở tâm mà mang cái vật đau khổ ở trong thân của chúng ta được, mà chúng ta nên tránh. Giới mai hòa cụ không lẫn màu, vì sao Phật kiết giới này? Do duyên khi Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo dùng toàn lông dê màu trắng làm hòa cụ, cư sĩ chê hiềm các tỳ kheo ấy tợ vua và đại thần nhân đó Phật kiết giới này. Nghĩa là Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng kiết giới để mà cấm chúng ta làm theo cái kiểu sang của các nhà vua, nào là thứ màu dê, lông dê đen tuyền, rồi đến lông dê màu trắng cũng như lông thỏ, tất cả những cái điều đó thì hầu hết là người thế gian người ta ưa, người ta không thích. Còn cái người mà tu sĩ chúng ta không nên, chúng ta tránh những cái điều mà sử dụng những cái vật đó ở trên thân của chúng ta. Cho nên cái giới 13 này là giống cái giới mà Đức Phật cấm chúng ta không sử dụng những cái gì mà xung quanh những vật dụng của người tu sĩ. 14 giới dùng quả cụ chưa đầy 6 năm, vì sao Phật chế giới này? Nguyên do khi Đức Phật còn tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo chê quả cụ cũ lại sắm cái mới chứa rất nhiều rất nhiều. Phật nhân đó mà kiết giới, giới này phạm dưới 6 năm không được xả cái cũ, phải sắm cái mới thì phạm tội xả đọa. Ở đây chỉ nói 6 năm chứ sự thật ra thầy thấy đối với người tu sĩ chúng ta không cần phải 6 năm, mà chúng ta cũng không cần cái vật dụng cái tọa cụ, hoặc là chúng ta chỉ cần lấy cái y cũ như chúng ta về trải chúng ta nằm là được rồi, chứ không cần phải thêm những cái gì để mang thêm nó nặng nề mà nó không giải thoát. Đã là một đời sống tu sĩ rồi thì chúng ta còn cần thêm cái thứ này làm gì cho nó mệt, cho nó nhọc. Như các con thấy người ta kế ra cái bồ đoàn làm một cái gối tròn như thế này để kê cái đít ngồi, rồi người ta làm cái tọa cụ là một cái miếng mốt như thế này, rồi mai cái dở vàng lên, rồi đi đâu thầy thấy giống một bao quải một quải, nội ba cái tọa cụ cái bồ đoàn không cũng thấy vắt mệt rồi. Thì các con thấy rằng chỉ có mình ngồi êm con chút mà từ cái chỗ nhà mình đi đến chùa thầy thôi, ở đây thôi mấy con cũng quải một quải rồi, chi cho nó mệt vậy. Chúng ta đi đến đâu chúng ta ngồi tại đó cho nó khỏe hơn mà nó sung sướng hơn, nghĩa là mình ngồi tự nhiên mà nó tốt hơn là cái mình ngồi kê nó lên xuống mà nó êm đó, chứ nó không có cái tự nhiên đâu. Giới mai tọa cụ mới không khâu miếng cũ. Thật sự ra trong cuộc đời mà tu hành theo thầy thấy sống buông xả hết, buông xả sạch hết, chừng nào sạch hết là chúng ta sung sướng nấy, chúng ta giải thoát hết. Còn mà chúng ta còn thêm một vật gì nhỏ, như vừa rồi thầy có nói cho các con nghe một câu chuyện, ông sư đó ổng xả hết, ổng còn có cái bát, phải không? Mà khi người ta đến khỏi cái bát thì ổng sợ bể cái bát ăn cơm ổng tiêu đi, do đó ổng lật đật đưa ngồi thiền, ổng lật đật ổng buông chân ổng chạy ra coi cái bát có bể không. Thì như vậy là do cái chỗ đó nó cũng còn dính mắc nữa. Mà bây giờ chúng ta thêm cái này thêm cái kia cái nọ thì tức là chúng ta không giải thoát đâu. Mà cho nên cái chúng ta càng tu chúng ta càng bỏ xuống, chúng ta tập sao mà chúng ta đụng đâu chúng ta ngồi đó cũng được hết.
Đó là cái giải thoát của chúng ta. Tu như vậy mới thật tu, tu như vậy mới thật là sự giải thoát, tu như vậy mới không còn cái sự dính mắc đối với thân tâm và cái dục của chúng ta không còn nữa. Giới 15 giới mai tạ cụ mới, không khâu miếng cũ. Vì sao Phật tiết giới này? Khi Phật còn tại vườn Cấp Cô Độc, chư tăng đi thọ thỉnh, Phật ở tại tịnh xá, đi khắp các phòng, thấy tà cụ cũ bỏ bừa bãi khắp nơi, Phật biết rằng vì họ chê hoặc là quá mỏng hoặc là quá dày quá nặng. Thật sự ra trong cái thời Đức Phật thì thấy bay một bát không có cái bồ đoàn không tà cụ, mà cái hình thức này các con biết nè, nào là bồ đoàn tà cụ, cái dày cái mỏng là ai mà có đây các con biết không? Thiền sư chứ ai, thiệt là mấy ông cha này chứ ai, nào là bồ đoàn nào là tà cụ đi chứ ai, mà mấy ông viết giới đây chứ ai vô đây. Chứ còn ông Phật ông đâu có viết cái kiểu này. Bởi vì thời Đức Phật các con biết đâu có chuyện này. Ông cải cỏ ông ngồi, ngồi xong rồi ông ở trên tảng đá ông bỏ ông đi, chứ ông đâu có mang cỏ đi theo, phải không? Đâu có cực. Ông giờ ông đi chỉ có cái bát ông mang theo thôi, mà đệ tử ông có nhiều khi nó không thèm mang nữa, nó bỏ giữa đường nữa. Nó bỏ giữa đường rồi ông cũng phải ôm cái bát ông đi. Đó là đủ biết là Đức Phật xả quá xả. Còn đọc cái này mình biết là mấy ông thiền sư đây chứ không ai hết. Bởi vì cái tăng phòng của ổng, ổng mới đi coi thấy là nào là tọa cụ, nào bồ đoàn bỏ bừa bãi, cái cũ cái mới tùm lum đây. Rõ ràng là đúng là các thiền sư chứ không phải ông Phật đâu, mà ổng nói là ông Phật đi thấy đây. Biết rằng họ chê hoặc quá mỏng hoặc quá dày hoặc quá nặng. Bởi vì có ông làm cái bồ đoàn gì mà cao vậy nè, làm cái gối gì tôi nói quá cao. Còn có người thì làm cái tọa cụ mỏng mỏng, có người thì làm một gang ngồi thiếu điều, nó lúng cũng thiếu điều là mất chân mất cẳng hết. Phật biết rằng nhân đó Phật họp mà tăng dạy các thầy tỳ kheo, mỗi khi làm tọa cụ bồ đoàn mới phải lấy một gang tay cái cũ mai lên cái mới, nghĩa là lấy cái này chồng lên, đừng có bỏ cái cũ mà chồng lên. Chắc là nếu mà 10 năm mới chắc chồng cái bồ đoàn chắc phải cao đấy chứ không có thấp. Lục quần tỳ kheo không tuân lời Phật dạy, vì vậy nên ngài mới tiết giới này. Sở dĩ phải lấy miếng cũ khâu lên miếng mới là để phá cái sắc cái mới ấy, là pháp tắc của tỳ kheo thiểu dục, nên dùng đồ quải sắc như giới trước vậy. Vậy mà thầy thấy có nhiều người cái áo nó không có rách mà họ muốn quải sắc cái họ lượm cái miếng vải, cái áo còn mới lắm, thiệt là đồ còn mới lắm, cái họ lấy cái miếng vải họ giá chỗ này miếng, giá chỗ này miếng, làm cho người ta mất thức cừ. Áo rách thì nó giá thì nó phải coi nó được, còn cái áo mà vải nó còn mới vậy mà đem giá tùm lum nữa, người ta nói trời cái vải còn mới xanh mà sao mà lủng kỳ vậy, có phải không các con? Đó là cái làm cái chuyện đó coi không có được, đó là cách thức mình giả dối đó. Mình nghĩa là người ta nói làm như vậy nó quại sắc không ấy. Cho nên có nhiều thầy cũng làm cái kiểu mình mặc áo giá được, nhưng mà thấy cái bộ đồ ông ta mới quá mà giá kiểu đó thì biết rằng nó không phải. Mà về cái chỗ thí dụ như cái chỗ nào mà nó bị thẳng rồi như cụ chỏ rồi mình về thì nó rách thì cũng phải. Ổng về cái chỗ này nó đâu có gì đâu mà ổng giá cái chỗ này nó trật đi, thành ra nó đâu có thẳng mà rách, nên nhiều cái là giá bậy bạ, thành nó thấy không đúng đúng chỗ. Đó là những cái làm cho nó quại sắc mà nó không có hợp, làm cho người ta biết rằng mình giả tạo, mình gạt người khác. Vì vậy Phật chế cái giới 15 này là không có phí bỏ những cái đồ mà mình phí bỏ, người nào phí bỏ thì mang thì phạm tội xả đọa. Giới 16 giới tự mang lông dê quá ba do tuần. Vì sao Phật tiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại vườn Ông Cấp Cô Độc, bây giờ Bạc Năng Đà đi đường được nhiều lông dê, ai mà bỏ dĩ đường dữ vậy, sâu vào đầu gậy quải đi. Ông lộn được ông. Ông quải đi ba cái da dê của ai lột chắc bằng thịt bỏ giữa đường ông lộn về. Cư sĩ chê hiền thích tử, tại sao mua bán lông dê da dê? Nhân đó Phật tiết giới, người nào mà lộn da dê mai dài mai dép hoặc là tọa cụ bồ đoàn thì đều là phạm tội ác tác, đều là phạm tội xả đọa. Đức Phật cấm như vậy. Giới thứ 17 giới khiến ni không phải bà con nhuộm lông dê. Vì sao Phật biết giới này? Duyên do khi Phật ở tại nước Xí Sậu Ca Di La Vệ, trong vườn ni câu luật, lúc bây giờ lục quần tỳ kheo lấy lông dê sai bà Ma
xà ba đề tỳ kheo ni, nhuộm dục, nhuộm màu, nhốt tay của bà. Đức Phật thấy nhân đó mà ngài kiết giới. Tại sao mà lấy da dê lấy này kia mà đem nhuộm mà để nấu được? Thầy không hiểu à, cái cách là như thế nào mà cái người tu sĩ đi làm cái chuyện đó thầy coi sao được, thế mà cũng làm được vậy. Các tỳ kheo cẩn thận sợ không dám, nhờ ni quyến thuộc nhuộm Phật dạy, được phép nhờ, liền kiết giới lại, thêm câu sai tỳ kheo ni không phải bà con, giặt nhuộm dỗ ba việc mắc ba tội xả đọa, tùy theo việc nào không làm thì không mắc tội đồ cắt la, còn làm thì mắc tội xả đọa. Nhờ tịch nữ, tịnh nữ học pháp nữ, tức là học pháp nữ tức là thức xoa mani, không phải bà con thì làm được, không có phạm tội ác tác. Nghĩa là nói chung là làm những cái việc mà nhuộm y nhuộm áo, hoặc là làm những cái điều này thì nhờ sa di ni làm thì không có phạm tội, còn tỳ kheo là đều là phạm tội ác tác và phạm tội xả đọa. Nếu vì người bệnh, vì Phật, vì pháp mà sai nhờ làm thì không phạm. Lần này thì thật sự ra những cái giới này họ chế ra, họ nói Phật mà vì Phật mà làm cái chuyện này nhuộm cho Phật hoặc làm cho Phật thì không có tội. Mà ông Phật ông cần gì ông phải nhuộm, ông cần gì ông phải làm. Nghĩa là mặt tới rách rồi thì người khác cúng dường có gì đâu mà phải Phật làm. Rồi pháp, pháp nó đâu có mặc y mặc áo mà nó đòi dài đồ dép bằng da dê bằng da cừu đâu, mà làm sao mà gọi là đặt ra mà gọi là không có phạm. Ở đây chỉ lấy cái giới là tịnh nữ hoặc là hoặc là sa di ni là những người mà có thể làm những cái chuyện mà nhuộm hoặc là mai này kia thì được, còn cái tỳ kheo ni thì không được. Giới 18, giới thọ tiền vàng bạc. Vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ tại núi Kỳ Xà Quật có một đại thần bảo vệ để dành phần thịt cho Bạc Nan Đà, sau đó con của ông lấy ăn. Sáng ngày Bạc Nan Đà đến nhà đại thần, người vợ muốn cầm tiền ra chợ mua thịt trả lại cho ông Bạc Nan Đà. Ông Bạc Nan Đà nói, nếu vì tôi mà mua thì đưa số tiền đó cho tôi cũng được. Bà vợ vị đại thần liền để tiền dưới đất. Ông Bạc Nan Đà cầm tiền đem gửi cho người bán quán mà đi. Cư sĩ lúc bây giờ, người cư sĩ thấy vậy chê cười, cũng có ông Bạc Nan Đà nữa. Cái ông này á thì người ta cúng ổng thịt để dành cho ổng ăn, nhưng cái bà vợ bà lấy thịt cho con bà ăn rồi, cho nên sáng ông Nan Đà này đến thì thịt nó hết rồi, bà vợ mới cầm tiền mới ra chợ mua. Thì ổng sẵn đó nói, thôi bà đừng có mua, nay tôi có đồ chay rồi tôi không có ăn thịt nữa, bà đưa tiền lại tôi đi. Rồi do đó thì ổng cầm cái số tiền của bà kia đưa ổng, thì ổng đưa cho cái người chủ quán bảo ông này cất giùm đi. Do đó người ta biết được, người ta chê cười ổng cất giữ tiền bạc như vậy, mặc dù ổng không bỏ trong cái y áo ông cất, ông đem về, nhưng mà ổng gửi cho người cư sĩ khác cất, mà do đó là giữ lại tiền của ổng. Còn hồi đó là tiền thịt của cái bà kia, bà lấy thịt của ổng bà cho con bà ăn đi rồi, bây giờ bà mới lấy tiền bà mua thịt bà trả lại, thì ông này ông đòi tiền chứ không đòi thịt nữa, bộ ông ăn ớn rồi cho nên ông không có đòi nữa. Do những cái chuyện này mà hầu hết là bên Nam Tông nó nói đúng rồi, đệ tử của Phật ngày xưa ăn thịt thả thích, bây giờ mình cũng ăn chứ có gì đâu. Đó là những cái giới mà có thể nói rằng nó chế ra như vậy, rồi cái mỗi chuyện này nó làm cho cái người tu sĩ hết thanh tịnh được, cho nên cứ do đó mà cứ ăn khoái khẩu mà thôi, rồi từ đó không bao giờ mà ly dục ly ác pháp được. Đó là những cái tội, đó là những cái tội mà không thể dung tha được. Nhờ sự giải thích của ông, giới chính pháp được nhiều lợi ích. Sa môn Thích Tử, xả ly châu báu, nếu thấy người nào gọi ta là thầy mà cầm nắm tiền bạc châu báu thì quyết định đó là không phải là đệ tử của Phật nữa. Khi ấy Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nan Đà, rồi kiết giới này, dù trực tiếp hay gián tiếp nhận đều là phạm tội xả đọa. Tất cả những người mà giữ tiền bạc đều là tỳ kheo, đều là phạm tội xả đọa hết. Nghĩa là trước khi phải trả lại tiền bạc, rồi phải còn xin sám hối, đứng trước một vị phát lô, gọi là tội xả đọa. Nếu được tiền vật báo mà muốn xả đúng pháp thì phải sám hối,
rồi tới người tịnh nhân hay là u bà tắc đáng tin, nói với họ đây là vật mà tôi không nên nhận, ông nên biết cho. Người đó nhận rồi trả lại cho tỳ kheo để đổi lấy những vật tịnh cần để thọ dụng như y bát tọa cụ. Nếu người ấy nhận rồi mà không trả lại thì nên nhớ, nên nhờ tỳ kheo khác nói mà đòi dùm. À, cái này còn bài đặt nữa, nghĩa là bây giờ đó tiền bạc của cái ông này, ông này ổng không có dám giữ cất, ổng giao lại cho tịnh nhân là cái người cư sĩ ha, hoặc là cho chú sa di nào đó. À, bây giờ chú này chú chơi tay trên đi, chú phỏng đi, chú không có trả thì ông này không biết làm sao đòi được, phải nhờ một vị tỳ kheo khác đòi dùm. Chứ của mình đòi thì kỳ lắm, để nhờ người khác đòi cho mình thì được. Sao giới luật của Phật chế nó kỳ cục, nó lạ lùng lắm. Hễ khi mà mình không cất giữ tiền bạc thì mình không có tiền bạc, mà mình không có tiền bạc thì mình giao trả lại cho tu viện rồi ha, hoặc là cho tăng đoàn ha, hoặc là giao cho cái cư sĩ người nào người ta muốn sử dụng, người ta làm gì làm, mình coi như không có. Còn như vậy nó chi phối ở trong chùa tu, rồi tối ngồi thiền rồi cứ nhớ tiền tôi gửi, không biết tôi gửi ông đó 100, ông kia 150, ông nọ 300, ông nọ 200, không biết giờ mấy ông mua gì còn hả, mất hỏi lại nó mất. Trời, ông ngồi tu thiền không có được. Các con nghĩ cái tâm niệm của con người mà đâu có phải dễ, mà cứ hễ cái người này cho mình được 100, 200, gửi cho người kia, gửi người nọ, riết rồi tính ra mình cả triệu bạc rồi. Nhưng mà ngồi đó mà không biết ổng còn giữ cho mình hay ổng lấy ổng làm tiêu mất rồi chết được. Thì các con thấy khi mà mình có tiền mình gửi người này kia mình bất an lắm. Mà người tu sĩ rồi thì hoàn toàn Phật cấm là chúng ta không cất giữ tiền bạc, thì chúng ta không có đồng xu nào hết thì chúng ta bất an, mà còn có đồng xu nào thì chúng ta không có an đâu. Cho nên khó lắm. Thầy nói mấy con cứ nghĩ đi, mấy con thấy có khó không, mấy con biết. Đối với thầy, bao nhiêu thầy giao cho cốt làm gì làm, thầy chả biết, còn mất không biết gì hết. Cho nên tâm thầy rất an, không có còn lo, có lắng, còn nghĩ gì hết. Ai làm gì làm, còn hết. Chuyện đó không phải là chuyện của thầy. Thầy là cái chuyện là phải làm sao ngày đêm cho nó ngủ ngon thôi, ngồi lại chơi thì tâm thanh thản thôi. Còn cái chuyện tới trưa người ta cho mình cái gì thì mình ăn nuốt, có cho nó no cái bụng mình rồi thì mình ngồi chơi cho nó khỏe thôi. Thầy chỉ mong ngày nào mà thầy giảng hết cái giáo án này rồi, trưa thầy khỏi cần soạn, tối thầy cũng cần khỏi thức. Cho nên thầy ngồi thì ngồi thiền nhập định, hoặc là những cái gì cho nó an ổn cái cuộc đời của thầy trong cái lúc tuổi già là thầy thấy thích nhất rồi. Chứ còn cái chuyện mà ngồi đây mà tính phải viết cái bài này, phải soạn cái bài kia, nghe nó đầu óc nó cũng mắc mệt nữa. Nhưng mà vì các con chưa biết đường đi, chưa biết pháp hành, chưa biết được cái giới hành, chưa biết cái đường đi, mà không có chỉ dạy làm sao cho các con biết được. Cho nên kỳ này thầy sẽ chỉ dạy hết, chỉ dạy thất rất là đầy đủ. Từng đó các con biết cái dễ, cái khó, cái nào trước, cái nào sau, theo đó mà cứ tu tập. Đừng có hỏi thầy, bận tâm thầy lắm. Để cho thầy yên ổn một chút, thanh thản một chút là khỏe. Ngồi từ đây, từ buổi sáng thầy ngồi trên ghế, thầy ngồi như thế này, tới chiều cái tâm thầy thanh thản, thầy không có bận nghĩ hết, là thầy thấy hạnh phúc nhất cuộc đời rồi, không cần nhập định gì hết. Cho nên đủ là thầy như vậy rồi. Ở ngoài ai làm gì làm, thầy chả biết hết, là thầy thích thú nhất. Cho nên thầy ẩn bóng là làm gì? Để ngồi đó mà thưởng thức cái còn 1-2 năm nữa để mình thưởng thức được cái tâm thanh thản. Hồi nào dạy các con thanh thản mà các con không chịu sống thanh thản thì bây giờ để thầy thanh thản cho con nào xuống, phải không? Các con biết không, dạy các con thanh thản mà thấy các con không thanh thản, thôi để bây giờ mình thầy thanh thản coi ai ngô ai khôn. Ai giờ thầy khôn thì ngồi thanh thản, còn các con thì mắc bận rộn đủ thứ rồi ráng chịu. Chứ thầy đâu không dạy, dạy mà tại các con không chịu nghe thôi. Cho nên bây giờ thầy mới ngồi thầy thanh thản, nó là lúc mà thầy thanh thản rồi thì không ai kêu thầy được hết. À, còn nhập định rồi chứ nhập tứ thiền rồi các con còn réo thầy, thầy còn giật mình. Vì ở trong đó người ta réo quá ra mình động mình giật mình. Còn thanh thản không ai giật mình được, phải không? Bởi vì thầy tâm thanh thản thì không ai réo thầy giật mình được. Mà nhập định thì nó các con ở ngoài nó các con tu không được, các con cầu khẩn cứ cái tên của thầy gọi hoài, nó ở trong nó giật thầy không biết bao nhiêu lần, thầy chịu không có nổi. Còn khi nào mà thầy nhập diệt thọ tưởng định thì các con gọi thầy như cục đá thầy cũng không biết. Cho nên thầy cũng rất yên. Cho nên vì vậy mà thầy muốn thầy thanh thản hơn là thầy nhập tứ thiền. Bởi vì nhập tứ thiền cái thức của thầy nó tỉnh, sức tỉnh nó vô cùng. Cái sức tỉnh mà thầy nói rằng nó không còn có cái mà ngủ mê ngủ mang được nữa hết, nó tỉnh lắm. Cho nên cái đó mà ở ngoài ai động cái gì thì nó giao cảm được nó thì nó đều là động hết, nó biết được hết. Cho nên cái chỗ mà nhập tứ thiền nó rất là tỉnh táo lắm, nó tỉnh rất cao độ. Nó khó lắm. Cho nên ở đây á, thì trong khi đó thì khi mà thầy mà ngồi thanh thản mà các con mà bắt chước theo được thanh thản thì nội cái chùa của mình không khí nó thanh thản hết, phải không? Nó yên phăng phắc,
còn mấy con mà không thanh tản được thì tự các con chịu lấy, chứ thầy không có gánh vác cái điều đó đâu. À, giới 20 đổi chác các thứ. Vì sao Phật kiết giới này? Do cái duyên khi Phật ở nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, bây giờ tỳ kheo Bạc Năng Đà đem gừng sống đến chợ đổi thức ăn. Ông này chơi kiểu mua bán rồi đây. Cũng cái ông này bây giờ ông trồng gừng, ông đào gừng, ông đem xuống chợ ông buôn bán. Ông đổi chát đi xin ăn, không chịu đi xin ăn còn đem gừng mà đổi. Đâu mà giới luật gì chế kỳ cục vậy thầy? Không biết trong cái thời hoạt mà có cái lạ như thế này, không hiểu làm sao. Đem gừng sống đến chợ đổi thức ăn, lại nhuộm y cũ, đem lại mấy ông thợ nhuộm, đem gừng đổi, ông nặng nhuộm, đặng về ông lấy gừng, lấy y mới, hoài đạo biết bị lầm, nên ăn năn xin đổi lại y. Bạc Năng Đà không chịu đổi, làm mang tai tiếng, nhân đó Phật kiết giới. Cái ông này đem xuống chợ, ông lấy gừng sống đó, ông trồng rồi ông đem đổi thức ăn, rồi ông đem lại, ông nhuộm cái y cũ của ông, ông lấy gừng, ông đem nhuộm y cũ, rồi ông đem lại ngoại đạo, ông nói y ông y mới, ông đổi cho người ta, ông gạt người ta, rồi ông lấy cái y mới của ngoại đạo, ông đi về, rồi ngoại đạo nó về rồi, ông dồn lại thì thấy cái ông này mới có đem nhuộm cái y cũ của ông đây, ông nhuộm lại cho nó mới mới đây, rồi ông đem nó y mới, ông đổi, mình lấy cái y ông đi mất rồi. Cho nên mấy cái ông ngoại đạo này tức mình mới đến, mới trình với Đức Phật, Đức Phật mới nhân cái dịp đó mới chế giới. Cái ông này thiệt là gian xảo, ông Năng Đà này không có chỗ nào chê ông hết. Tu hành để trồng gừng, rồi đem đổi chát, rồi đem nhuộm y áo cũ làm y áo mới, rồi đem gạt mấy cái ông ngoại đạo, cho nên bị mắng vốn là phải. Trường hợp phạm, nếu tỳ kheo mậu dịch với mọi hình thức, kết quả thì phạm xả đọa, không có kết quả thì mắc tội ác tác. Pháp xả đọa là hối hận trả lại, như giới chứa y dư, giới trước dùng vàng bạc bảo vật đổi chát mua bán nên bảo xả cùng với tịnh nhân, giới này dùng y dược phẩm vật đổi chát nên bảo xả bỏ, không được cất giữ nữa. Giới 21, giới chứa bát dư. Bây giờ tới là bây giờ tới bát rồi đây. Vì sao Phật kiết giới này? Do nguyên do khi Phật ở tại nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo vì tìm cầu bát mới nên chứa bát cũ rất nhiều, do đó Phật kiết giới không cho phép chứa bát dư. Khi ấy tôn giả A Nan được người cúng một chiếc bát quý giá, muốn cúng lại cho ngài Ca Diếp, mà ngài Ca Diếp thì không có ở nhà, sợ phạm tội dư bát dư, tôn giả A Nan đến bạch Phật. Phật hỏi Ca Diếp bao lâu mới về, tôn giả A Nan thưa sau 10 ngày nữa ngài Ca Diếp mới về, do đó Phật cho phép chứa được 10 ngày, chứa y dư được 10 ngày, cũng lấy ông Ca Diếp rồi lấy ông A Nan để mà lấy cái cớ để mà lấy 10 ngày. Mấy ông mà giết giới luật này không còn biết ai hết. Hồi nãy thì ông cũng ông Ca Diếp về cái y, ông A Nan muốn cúng dường cho ông Ca Diếp cái y, rồi cũng là phải chờ ông Ca Diếp 10 ngày. Rồi bây giờ bát dư ông này chỉ đi có 10 ngày chứ đâu có 20 ngày. Các con thấy cái người mà đặt giới này, họ lấy cái giới 10 ngày, cho nên bắt ông Ca Diếp là phải đi xa Phật có 10 ngày rồi trở về chứ không có đi lâu. Mà có nhiều khi thầy thấy ông Ca Diếp mà ông đi hồi lúc mà Đức Phật nhập diệt á, ông chạy về không cẳng, ông không kịp, chắc ông đi xa lắm, đâu có 10 ngày được. Do đó mà ở đây cứ 10 ngày không à, thì thầy thấy đây là một cái cụi không có thật. Chế giới cái kiểu này là thiệt là cái chế giới, cái người mà có trí thì người ta làm sao tin được cái này được, do những cái câu chuyện đặt ra mà nó không có cái lý. Bát có hai loại, thiết và sành, nghĩa là có loại bát bằng thiết, mà ngày xưa không biết có thiết không. Thầy nghĩ rằng lúc bây giờ chắc đô đồng nữa là có quá lắm rồi chứ đâu có thiết được, nghĩa là biết có hồi đó có không. Sành thì chắc có hai màu đỏ và đen, bát lớn chứa ba đấu, bát nhỏ chứa một đấu rưỡi, bát bằng đá là bát của Như Lai, bát bằng gỗ là bát của Ngoại Đạo, bát bằng vàng bạc lưu ly, bãi báo là bát của Bạch Y, của cư sĩ đó, đều không phải là đồ ứng lượng của tỳ kheo thọ trì. Nghĩa là Đức Phật thì bát bằng đá,
Ở đây thì cái chỗ này thì mình không biết nó có như thế nào, thầy không biết. Nhưng mà cái bát thịt cá thì của Phật, chắc là các vị tỳ kheo cũng là bằng đất đá. Bát bằng gỗ thì của ngoại đạo. Ngoại đạo chắc nó lấy cây nó đẽo làm cái bát. Bát này có chừng trái à. Còn bát bằng vàng, bạc, lưu ly, bãi báo thì của cư sĩ. Chắc ngày xưa chắc là người dân, người cư sĩ cũng như là người tu sĩ đều là ăn ở trong cái bát không hay chứ. Chứ không có cái chén như mình bây giờ ha, tổ đồ như mình bây giờ. Cho nên người nào cũng dùng bát hết. Vì vậy mà Phật cũng dùng bát. Mà thầy không hiểu là trong cái thời đó không biết người ta có chén đũa người ta ăn không, hay hoặc là toàn là ăn bát. Ở đây thì nói vậy mình hay vậy, nhưng mà mình không có trở về cái thời quá khứ đó được, cho nên mình không biết. Nhưng mình nghĩ rằng cái bát đá, bát đất chắc chắn là có thể là Đức Phật chấp nhận. Còn cái bát gỗ coi vậy chứ nó không có sạch đâu. Bởi vì cái bát gỗ mình ăn lâu ngày những cái đống ở trong cái bựa hoặc nước rồi rửa nó không sạch bằng cái bát đá, bát sành. Còn cái bát bằng vàng, bằng bạc, bằng thiết rồi đó, cái thứ đó nó ra xét ra, nó ra những cái chất độc, mình ăn vô độc lắm, nó không có tốt đâu. Cho nên cái bát mà bằng đất, bằng sành của mình chứ ăn tốt lắm. Còn cái bát bằng nhôm hay bằng này kia ăn không tốt. Không biết bây giờ bằng nhựa, không biết mấy con ăn nó ra sao, chứ thầy thấy kiểu đó không biết chừng nuốt ba cái nhựa vô càng ngày cái bụng nó càng bự ra chết được á. Bằng cao su mà ha, bằng nhựa gì đó thầy cũng biết, thấy cái mỗi ngày mình ăn nó mòn chút đó, nuốt vô bụng mình không biết. Cho nên thầy thấy cái mâm mà đựng đồ ăn đó, nó cũng là bằng nhựa đó, nó cũng đặc lắm. Nhưng cái thân mình vô thường thì thôi kệ nó chết sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chứ nó sống dài nó còn cực. 22 giới kém lần răng cầu bát mới. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở nước Xá Vệ, bây giờ tỳ kheo Bạc Năng Đà bị bể một cái bát, cũng ông này nữa. Tìm xin được nhiều bát mới, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới này. Răng nghĩa là cái bát mà nó nứt thành đường răng đó. Nếu mà đủ 5 đường răng mà không rỉ chảy thì còn thì đi tìm cái xin cái bát mới được. Mà nếu mà nó răng nứt mà nó chảy thì phải xin cái bát mới. Dưới 5 đường nứt mà không rỉ chảy thì khỏi có tìm cái bát mới, mà nó có rỉ chảy thì nên tìm bát mới, xả bỏ cái bát cũ. Phép xả bát này, người phạm phải đến nơi vị thượng tọa quỳ gối chắp tay tác bạch: Bạch Đại Đức Tăng, xin lắng nghe tôi tỳ kheo. Bát bị nứt dưới 5 lần răng và nó đã chảy nước rồi, lại tìm xin bát mới, phạm xả đọa. Nay xin xả cho tăng, xả rồi nên sám hối. Tăng nên yết ma trao bát cho, bát này nếu là lại quý nên lưu lại lấy cái bát tối hạ bạch nhị yết ma mà trao cho. Tác yết ma xong, vị kia đem cái bát đó đến trong tăng thứ lớp hành xả, nếu mọi người không ai lấy nên trả lại cho vị tỳ kheo ấy. Nếu họ giữ trọn đời còn cái bát trước kia họ thọ trì nên như pháp mà thọ trì. Nghĩa là cái bát nứt đó 5 đường mà nó chưa rỉ chảy thì cái ông tỳ kheo này không có được lấy cái bát mới mà phải xài cái bát cũ. Còn cái bát mới đó giao cho tỳ kheo, những người mà người ta ở trong đó người ta thiếu người ta lấy người ta xài. Còn nếu mà tất cả mọi người ta đủ người ta không có lấy thì bắt đầu mới giao cái bát đó lại cho cái vị mà đi xin cái bát đó. Thì cái vị mà cái bát nứt đó, cái bát mà đi răng chảy đó thì mới có bỏ cái bát đó được, chứ còn không thì cũng phải dùng cái bát nứt đó chứ không có bỏ được. Thì thầy thấy cái giới này thì tạm thời như vậy cũng tạm được, là vì thiểu dục tri túc, là vì mình ăn cơm chứ đâu phải ăn canh đâu mà sợ chảy nước. Do cái uống nước nó có rỉ chảy thì nó cũng ướt tay, chứ nó đâu có chảy tới mà ướt áo ướt y mình được. Do nó mới có răng thôi chứ nó không phải bể một cái lỗ lớn nữa. Vì vậy có thể dùng được thì mình cứ dùng cho tận cùng, không nên phí bỏ mà chạy đi xin bát mới. Nó thì nếu mà cái người mà tái phạm mà hai cái bát này vừa là muốn răng nứt mình để dành cái bát mới, để cho khi cái bát này hư là mình bỏ, là mình lấy cái bát mới mình xài, thì trong cái khoảng thời gian mà dành đó thì mình phạm tội là xả đọa ha, hoặc là ác tác mà phải bỏ, không có được dùng nó nữa. Giới khiến thọ vợ không phải bà con vợ, vì Phật kiết giới này. Nguyên khi Phật vẫn còn ở nước Xá Vệ, tỳ kheo Bạc Năng Đà, cũng ông này nữa à, cứ ông này không à, muốn mai y tăng già lê, xin được nhiều tơ đem đến cho thợ vợ,
bảo dệt ba y, tự tay giúp vào việc của thợ dệt, tự coi dệt, Phật nhân đó mà kiết giới, pháp xả, ăn năn trả lại đúng cho giới chưa y dư y. Trường hợp không phạm thợ dệt và người cho chỉ đều là thân quyến. Nếu tự dệt, làm đãi đựng bình bát, dây ngồi thiền, dây lưng, mão khăn lao, cái vị tỳ kheo này đủ lại hết. Nghĩa là trong khi đi sinh nào là dây lưng nè, nào mão nè, rồi dây để ngồi thiền nè, rồi đãi đựng bình bát nè, rồi bị đựng bình bát nè, tất cả mọi cái này đều nhờ những người thợ dệt, mà người ta là những người thân của mình thì được, mà người lạ thì không được. Thì thật sự cái này thân hay lạ theo thầy nghĩ cũng không được hết, tại vì những cái này là những cái thừa của người tu sĩ, những cái này là cái người mà có thể không ly dục rồi, không có ly ác pháp rồi, cho nên còn đắm đuối theo đời chúng ta bỏ hết rồi, còn gì mà đi ham muốn như cái túi đựng bát phải cho nó làm đẹp như thế này thế khác. Điều đó cũng là những cái sai mà người ta không thấy được cái pháp để cho chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp đó, những cái mà điều kiện rất là sai. Giới 24, giới khuyên dệt y tốt đẹp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở nơi giường cấp cô độc, có một cư sĩ xuất tơ tốt khiến thợ dệt mai y cúng cho Bạc Năng Đà. Làm cái gì tốt cũng cúng ông này, mà ông này tệ nhất hết. Bởi vì cái giới luật này nó cứ lôi cái ông này ra, mà ông này tu chẳng có ra gì, mà người ta cũng cúng ổng, cái tốt cũng đem cúng ổng, cái xấu cũng đem gán ổng. Cho nên Phật nhờ ổng mà chế giới đủ thứ hết. Như vậy là nhờ cái ông này mà các tổ chúng ta chế giới ra, chứ không phải là ông Phật. Chúng ta thấy rõ ràng là cái tên Bạc Năng Đà này nó nhiều quá. Bạc Năng Đà liền đến nhà cư sĩ xin tơ thêm nơi vợ của cư sĩ. Ông lại không xin ông chồng, lại xin bà vợ, đem cho thợ dệt bảo dệt cho rộng dài và chắc đẹp, và hứa trả thêm tiền công. Ông này ông làm sao có tiền mà ông đòi trả thêm tiền công người ta nữa. Thì ông này chắc là dư lắm, dư nhiều lắm. Ông gửi cư sĩ cất tiền ông biết bao nhiêu mà nói. Mai y xong, cư sĩ thấy không phải như trước khiến thợ dệt, hỏi ra mới biết vấn đề. Cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới này. Khi có cư sĩ yêu cầu thỉnh tùy ý, các tỳ kheo nghi không dám trả lời, không dám đòi hỏi như ý mình. Đức Phật dạy cho phép nhận, cho phép đòi hỏi, cấm không có cho đòi hỏi, không cho ý kiến ở trên cái sự dệt y áo của mình. Thật sự ra thì theo thầy nghĩ, khi người ta muốn mà cúng dường y áo của mình, ta mai hẹp thì mình mặc hẹp, mai rộng mặc rộng, mai sao cũng được hết, miễn là có cái y áo mình mặc là được rồi. Nhưng mà không lý người ta mai hẹp làm sao mình mặc được, người ta cũng nhắm mình coi rộng, người cao lớn hay là ốm hay là mập, người ta cũng mai cho mình vừa. Cho nên tùy người ta cúng sao mình nhận vậy, không đòi hỏi, không ý kiến gì hết. Nghĩa là cái người đi xin mà đâu có ý kiến gì. Còn ở đây hầu như là chúng ta trong giới luật này hầu như là có ý kiến. Rồi khi mà có những cái điều mà cư sĩ người ta giả đòi, người ta hỏi bây giờ tôi muốn mai cho thầy cái y như vậy, thầy có ý gì không, muốn hàng nào, giải nào. Người ta nói vậy chứ mình đòi hỏi, mình chỉ rồi cái họ về họ cười mình à. Thầy nói các con cứ nghĩ có không biết à. Có người họ đến rồi, bây giờ con xin thầy, con cúng dường thầy bộ y áo, thầy muốn lại nào thầy cứ nói con sắm cho thầy. Mà ông thầy nói tùy con muốn cúng dường sao được, thì họ còn quý trọng mình. Chứ mình nói bây giờ phải mua thứ giải này, hàng này, màu này, dày, làm cho thầy bộ y áo vậy đó, là về cái họ cười mình liền. Họ khéo léo lắm, họ làm bộ thầy biết mà, thầy đi chung với cư sĩ thầy nhiều lần thầy biết lắm. Họ đem một cái ly nước ra, họ mời thầy cái ly nước, ví dụ như ly nước chanh hoặc là ly nước ngọt đi, hoặc cái hộp coca gì đi để giải khát đi. Mà thầy không uống thì họ quý trọng thầy, mà thầy nhận thầy uống rồi thì họ hồi đó họ không nói đâu, họ không gì hết đâu, mai mốt thì nghe họ nói lại biết không, ông thầy cũng thèm nước thấy mồ. Thật sự ra đó là những cái điều kiện, họ đều là những cái người không có phải kính trọng mình. Họ nhìn cái đám tu sĩ của chúng ta rồi thấy một cái người mà giữ giới mà không có nghiêm trì được, mà họ dữ lắm, mà mình giữ cho trọn, mình biết là ly dục ly ác pháp rồi, mình không thèm, do đó mình mới giữ trọn. Chứ còn họ đem nhiều cái họ bẻo cho mình thèm lắm. Mà người nào mà không giữ trọn, thầy nói đi với thầy các con sẽ thấy, họ đem cái này đem cái kia đem cái nọ, họ biêu thôi. Cái ông nào mà đi với thầy lát ông cũng rớt hết. Không uống ly sữa thì cũng uống, không uống ly sữa thì cũng lát cũng nít cái hộp kem hay hoặc là hộp da ua. Thế nào mấy ông đó, ông giữ riết mấy ông cũng nít hết. Ôi thầy thì vậy chứ, mấy thầy mới tu mà,
giữ ít ít thôi để cho nó còn sức khỏe mấy thầy tu, chứ họ nói ngọt lắm, làm hơi mấy ông siêu làm mấy ông nít hết, nít chút dừng rồi đi về họ cười thôi, họ cười ngã cười nghiêng, họ nói mấy ông thầy có tu ra gì đâu, mà họ tu mình để rồi họ cười mình, các con nhớ điều đó chứ chưa hẳn họ đã là kính trọng mình đâu. Cho nên thầy biết mấy ông cư sĩ lắm, mấy bà cư sĩ, mấy ông cư sĩ lắm, họ nói vậy chứ họ không có quý trọng mình đâu. Nhưng mà giữ nghiêm chỉnh, không có vi phạm, họ rất nể, họ rất sợ, họ kính lắm. Mà không phải vì họ kính mà mình giữ, mà vì ly dục ly bất thiện pháp để làm chủ được sanh tử. Các con nhớ cái điều đó. Vì vậy thầy không phải vì đi ra mà không ăn uống chỗ này hay hoặc vào quán chỗ kia, mà vì cái mục đích mình làm sao đạt được cái chỗ mình tu thiền định, mình làm sao mình ra lệnh mà cho được cái thân mình hoàn toàn nó ngưng nghỉ, nó làm chủ được cái sống chết này. Cái đó là cái mục đích của thầy, chứ không phải là mình ra mình không ăn không uống để cho họ nể họ kính trọng mình. Không phải cái việc đó, không phải đâu. Mà chính cái chỗ mục đích của mình là cái chỗ làm sao giải thoát. Cho nên giới luật mà đặt ra đây, thầy thấy là cái này là cái chỉ là viết chơi vậy, chứ không có đúng cách của một người mà tu sĩ mà giới luật. Cái mục đích là cái phạm hạnh người ta giữ cái tâm bất động trước các đối tượng cám dỗ, mà người ta không có, không bị say mê trước cái sự đáng cám dỗ đó, là cái mục đích của người ta. Chứ đâu phải, mà chính cái mục đích đó là cái giới hạnh của người ta, chứ không phải vì một cái gì mà cấm người ta được. Cấm người ta mà người ta không giữ trọn thì người ta phải làm lén làm lúc thì cũng là như không, đâu có gì mà hơn. Giới cho y giặt lấy lại. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật còn tại giường, ông Cấp Cô Độc Bạc Năng Đà trước cho đệ tử của Năng Đà một pháp y, sao Nhân Bảo cùng đi, không chịu đi, bèn sanh sân hận cưỡng lại lấy y. Đức Phật nhân đó mà kiết giới. Ông này có một đệ tử, cho nên khi ông nuôi đệ tử ông, ông cho cái vị đệ tử ông một cái bộ y, sau đó bảo cái vị đệ tử là đi với ông. Ông này bộ đi cũng xấu hổ, cho nên ông giáo ông thèm đi, tức mình quá, ông giận quá, ông lấy cái y lại. Mày không đi với tao, tao lấy y lại cho mày, còn y đâu đi. Thì cái ông thầy này chơi cũng ngọt thiệt, cho đệ tử cái bộ y rồi bắt đầu giật nó lại, tại mày không đi tao lấy lại. Do đó nó Phật mới nhân cái chuyện đó mới chế cái giới, mới cấm ông làm cái chuyện đó, là ông phạm tội ác tác, ông phải phạm cái tội phải sám hối đó, cho người ta rồi cướp lại đó, thì không có được. Ở đây giới cho y rồi sao giật lại đó, còn bắt buộc cái tội đó như vậy. Ông cho người ta rồi ông biểu người ta đi với ông để đến xin Phật tử nữa, thì cái chuyện đó là ông làm cái chuyện đó không phải rồi. Ông học trò không chịu đi, ông giật y lại, mày không đi tao lấy y lại. Cũng cái ông này. 26. Giới dùng thuốc quá 7 ngày. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại giường ông Cấp Cô Độc, các tỳ kheo bị gió mùa thu sinh bệnh, hình thể khô táo lại mọc rễ dữ. Phật cho phép uống 5 loại thuốc: tô dầu sinh tô mật, thạch mật. Các tỳ kheo do không được ăn phi thờ phần nhiều, không ăn kịp, bệnh càng tăng. Thế Tôn cho phép tỳ kheo bệnh được ăn kịp thờ và phi thờ. Các tỳ kheo lại do được ăn phi thờ cho nên bỏ những thức ăn béo ngon của thừa lại. Phật lại dạy cho phép các người bệnh được ăn thức ăn còn dư. Nghĩa là trong khi bệnh đau, Đức Phật chế cái giới cho mấy ông ăn phi thờ. Lúc bây giờ mấy ông được cái phép ăn phi thờ rồi, thì cái bữa trưa đó ông ăn, cái bắt đầu ông để lại để còn dư đó, cái chiều ăn nữa. Chiều thì mấy ông uống chỉ có nước mật hoặc này kia đồ, sáu đường cháo đồ chút ít. Mấy ông lại thấy buổi chiều mà còn thêm thịt thà hoặc là đồ ăn đồ nữa thì lại khoái nữa. Cho nên mấy ông trưa mấy ông ăn đó, còn như ông để dành lại để chiều ông ăn. Phật cho mấy ông ăn cái đồ dư đó, cho nên mấy ông để lại. Dư là từ người khác nhận rồi hoặc ăn, hoặc ăn không, mà hoặc không ăn đến ngày kế thì gọi là dư. Khi ấy các tỳ kheo ăn tiểu thực buổi sáng, rồi vào thôn khất thực ăn đủ, rồi về lại trong tăng già lam dùng thức ăn buổi sáng cho các tỳ kheo. Tỳ kheo ăn rồi không dám ăn nữa nên dứt bỏ. Phật dạy nếu thọ bữa ăn tiểu thực buổi sáng rồi hay ăn xong, cho phép làm pháp dư thực để ăn lại. Pháp làm phép dư thực này, thưa đại đức, tôi đã ăn xong, ngài xem đây, biết đây. Đó là thiệt là chế cái giới này, thầy thấy thiệt là phi pháp, hết sức là phi pháp. Nghĩa là khi ăn rồi, rồi bây giờ ăn nữa thì làm cái pháp để mà ăn được cái đồ, làm cái pháp để mà ăn thêm nữa. Thì như vậy là rõ ràng là Đức Phật chế một cái giới này để lợi dụng vào những cái người có bệnh. Rồi sau khi bệnh rồi họ bắt đầu họ cũng ăn phi thời nữa,
rồi bắt đầu các vị tỳ kheo ăn tiểu thực, rồi ăn tiểu thực buổi sáng, rồi buổi chiều lại nói đau bệnh, rồi lại ăn thêm nữa, thì tất cả như vậy là ăn ba bữa như thế gian rồi, còn cái thứ gì đâu mà gọi là chế cái giới này ra, thì kể như là thầy nói thôi là tu sĩ hết rồi, đâu còn gì nữa, mượn cái cớ bệnh để rồi phá cái giới rất là rõ ràng. Như vậy là chế giới để rồi phá giới, mà phá giới tức là tức là không có ly dục ly ác pháp, làm cho cái người tu sĩ càng ngày càng chạy theo trong cái dục là ăn ngủ mà không còn có sự tu tập được nữa. Vậy cho nên chế cái giới này ra làm cho cái sự ăn uống đó nó bớt đi cái tội, nó không còn cái tội nặng mà chỉ là cái tội sám hối nhẹ mà thôi. 27 giới quá quá trước hạn cần áo tắm mưa. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật còn ở tại giường ấm cấp cô độc, thì Xá Khư Mẫu sai người giúp việc đến tỉnh Phật và tăng gặp lúc trời mưa lớn, Phật cho phép các tỳ kheo tắm mưa. Người giúp việc đến trong tăng già lam từ xa thấy các tỳ kheo lạ lồ, tưởng là ngoại đạo, trở về báo cáo với Khư Mẫu. Khư Mẫu mà bảo trở lại tỉnh Phật và tăng đến nhà thí chủ thọ cúng xong, Khư Mẫu liền phát nguyện xin Phật cho phép cúng thức ăn cho các khách tỳ kheo, cúng thức ăn cho các tỳ kheo đi xa, cúng thuốc cho các tỳ kheo bệnh, cúng thức ăn cho các tỳ kheo bệnh, cúng thức ăn cho người nuôi bệnh, cúng cháo cho các tỳ kheo, cung cấp áo tắm mưa. Đức Phật đều chấp nhận. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo cả ba thời xuân hạ thu đông thường tìm cầu áo tắm mưa đem dùng vào việc khác. Hiện dù sẵn có áo tắm mưa vẫn lõa hình tắm, các tỳ kheo bạch Phật ngài nhân đó mà kiết giới. Nghĩa là khi mà ở bên Ấn Độ lúc bây giờ nó không phải như chúng ta đâu, có khi mà xuống sông tắm các vị tỳ kheo cũng phải xuống sông tắm, cho nên khi mà tắm thì phải có cái áo quần mặc cho nó kín thân rồi mới tắm. Cũng như trời mưa vậy đó, thì không phải muốn tắm nó đâu có phải như phòng tắm mà như kia, cho nên phải mặc cái áo tắm mưa, tức là mặc cái áo cho nó kín thân rồi mới tắm. Thì như vậy nó có nhiều cái mà thầy nói theo cái thời trước không hiểu như thế nào, người ta muốn mà muốn tắm giặt hoặc làm cái điều gì đó mà nó giúp là cái người mà tu sĩ thì càng có phải giữ gìn cái thân thể chúng ta rất kín đó, cho nên ít ra chúng ta cũng phải có lá cây cái này kia, chúng ta dừng cái phòng tắm nó thì nó là bớt nó mới tiện. Còn đằng này trời mưa cái chạy ra sân tắm cũng như nít vậy đó, thì thôi thầy nó còn cái gì nữa mà quyên là mấy cái ông tăng không thì các con nghĩ sao. Mà đây là rõ ràng là cái người mà của cái bà Khư Mẫu là bà cúng dường khu đất này, đứng ở xa thấy toàn là một đám tăng chạy ra trời mưa tắm đi, còn cái thứ gì mà nói. Thầy tưởng tượng ra cũng như hồi thầy còn mới con nít mới lớn, trời mưa mừng lắm chạy ra tắm, mà cả một xóm về bao nhiêu đứa con nít, 50 đứa con nít chạy tắm thay theo mấy cái giọt nhà về tắm, thì các con thấy như là con nít thì đâu có nghĩa là gì nữa. Cho nên vì vậy mà chữ tăng tắm kiểu này thì thầy thấy, cho nên cái bà Khư Mẫu này bả mới cúng dường cho những cái áo tắm, thầy thấy mấy cái vị này ở trường như vậy mà chạy tắm như con nít vậy thì làm sao, cho nên mới lại cúng dường. Nhưng mà lục quần tỳ kheo lại lấy cái này sử dụng cái khác, do đó Phật mới chế giới đó. Tất cả những cái này thầy không biết hồi xưa sao, thầy không biết sao họ già rồi mà họ cũng chạy tắm tắm trời mưa thấy trời mưa mừng. Cho nên thầy không hiểu, bởi vì cái thời đó không hiểu sao hết. Mà giới này thì cái thiệt là nó chế sao mà vô lý quá là vô lý rồi. Bởi vì ít ra con người ta nó phải có cái đầu óc như thế nào, cho nên muốn tắm giặt dù là sông sướng ở chỗ nào đi nữa, nó cũng phải có những cái gì để cho người ta, nhất là cái người tu sĩ mà Phật đã dạy những cái oai nghi. Các con thấy khi mà nằm cái y người ta cũng vẫn giữ cái thân của người ta rất kín đáo mà, đâu có để bài da bài thịt. Mà thế mà đi tắm như vậy thì thử hỏi còn cái gì nữa. Đó. Những người mà phạm phải cái tội như vậy đó thì tội xả đọa, tội ác tác, nếu mà làm sai thì phạm vào những cái tội đó. Giới 28 còn hai cái giới nữa là 30 cái giới tăng tàng là chúng ta đã hết. Vậy thì ráng hết mấy cái giới này rồi chúng ta sẽ nghe băng. 28 giới quá cái thời quá thời chứa y cấp thí. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Tỳ Lăng Nhã, hạ an cư xong cho phép các tỳ kheo nhận y mùa hạ. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo tất cả thời xuân hạ đông thường xin y, an cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y. Khi ấy Bạc Năng Đà an cư ở trụ xứ này rồi nghe
trụ xứ khác đến an cư cũng xin y, bèn đến trụ xứ đó cũng nhận y, cũng nhận rất nhiều y, cũng như bây giờ ở chùa thầy đây, bây giờ cũng an cư, sau cái mùa an cư này người ta cũng y cũng nhận, rồi nhận đây ở đây 13 thì ở kia nghe 18 của chúng ta chạy lần kia cũng chúng ta cũng xin an cư đẳng, ở đẳng cúng y chúng ta cũng nhận, ở lần kia 20 người ta cũng giải hạ, thì mình nghe cái hạ lần kia nó tới 20 nó giải thì ở đây mình xả giải hạ đây rồi cái mình lợi cái kia nữa, như vậy chạy tứ tung binh tàn để tìm y đó. Thì do đó thì rõ ràng là ở cái kiểu này chứ không có gì, cũng như ở đây 12 là xả hạ thì ở kia 13 thì ở đây xả rồi, mấy ông thầy đi lợi